ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trong thời gian một vài năm trở lại đây, Pep Guardiola trở nên nổi tiếng như là một trong những chiến lược gia thành công nhất thế giới. Những thành tích lớn nhất của ông có thể kể đến như hai chiếc vô địch Champions League cùng Barcelona và chiến thắng trong nhiều giải đấu lớn sau đó nữa. Pep Guardiola đã chứng tỏ được cho cả thế giới thấy khả năng của mình trong việc huấn luyện các đội bóng đi đến thành công là như thế nào. Tuy nhiên, không chỉ có riêng huấn luyện viên đương nhiệm của Man City mới là nhân vật nổi bật trong giới cầm quân, mà còn rất nhiều người học trò cũ của ông cũng như môn đệ của ông trở thành những chiến lược gia đầy xuất sắc. Vậy họ bao gồm những ai? Cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách hôm nay của chúng ta, vinh dự trao cho Mikel Arteta, huấn luyện viên hiện tại của Arsenal. Trong số những môn đệ của Pep Guardiola thì có lẽ Mikel Arteta chính là người đang được giới truyền thông và người hâm mộ chú ý nhất hiện nay. Kể từ khi rời vị trí trợ lý huấn luyện viên ở Man City để chuyển sang dẫn dắt Arsenal, Mikel Arteta luôn thể hiện được khả năng cầm sao vàng tài giỏi của mình. Bằng chứng là sau hơn 3 năm dẫn dắt Arsenal, Arteta cùng các học trò của mình đã gặt hái những thành công nhất định. Ngay mùa giải đầu tiên đảm nhận chiếc ghế nóng mà người tiền nhiệm Unai Emery để lại, Mikel Arteta đã xuất sắc cùng Arsenal giành được FA Cup lần thứ 14 trong lịch sử câu lạc bộ. Sau đó vài tháng, đoàn quân pháo thủ tiếp tục chiến thắng trong trận tranh siêu cúp Anh trước Liverpool để qua đó sở hữu danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Từ đó đến nay, Arsenal đã không ngừng thay đổi. Họ liên tục cố gắng trong từng trận đấu, từng giải đấu nhằm đạt được một danh hiệu. Sự nỗ lực nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Arsenal cũng không phải ngoại lệ. Mùa giải Ngoại hạng Anh 2022-2023 đang diễn ra rất kịch tính và tình hình hiện tại cũng tạo ra cho giới chuyên môn cũng như những người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau 28 vòng đấu, đội chủ sân Emirates đang tạm thời dẫn đầu với 69 điểm. Họ đang bỏ xa chính Manchester City của Pep Guardiola 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn chục vòng đấu. Nếu kịch bản Arsenal lên ngôi vô địch tại Premier League xảy ra, thì không biết cảm xúc của Pep Guardiola sẽ như thế nào. Liệu Pep nên vui mừng cho người đệ thân thiết hay sẽ thất vọng vì Man City trở thành cửa vương? Cũng là một giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá Anh. Chúng ta hãy đến với Vincent Kompany và đội bóng của mình. Khách quan mà nói, cựu trung vệ người Bỉ đang gây ra hàng loạt những ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải này. Sau 9 tháng làm việc, Vincent Kompany đang biến Burnley trở thành câu lạc bộ đáng xem nhất tại Championship. Sau 37 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ để thua vỏn vẹn có 2 trận, nhưng lại giành được đến 24 chiến thắng. Các chân sút của Burnley cũng đạt hiệu suất rất cao khi ghi tổng cộng 74 bàn, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 29 bàn. Kompany vừa mới dẫn dắt Burnley đối đầu với Man City của Pep Guardiola tại tứ kết FA Cup cách đây không lâu. Dù phải nhận trận thua thảm 0-6, nhưng Burnley vẫn đang dẫn đầu Championship. Khoảng cách của họ với nhóm xếp sau lên tới 13 điểm. Và nếu không có bất ngờ nào xảy ra cho đến cuối mùa, thì dường như chiếc vé lên hạng Premier League mùa tới cùng với chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về đoàn quân của Vincent Kompany. Sau chuyến trận phong độ cao đầy ấn tượng tại giải hạng nhất vừa qua, nhiều thông tin cho rằng Tottenham Hotspur cũng đang cân nhắc trong việc đưa Vincent Kompany về thay cho Antonio Conte. Nếu điều này xảy ra, các cầu thủ viên tại Ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến một cuộc hội ngộ giữa ba con người từ xa cánh bên nhau để vô địch Premier League. Nhưng giờ đây, mỗi người sở hữu cho mình một chiếc ghế quyền lực ở ba câu lạc bộ khác nhau. Người thứ ba chúng ta sẽ gặp gỡ ngày hôm nay đó là Xabi Alonso. Trên cương vị là huấn luyện viên, cựu học trò của Pep Guardiola tại Bayern Munich đang giúp cho Bayer Leverkusen bay cao ở Bundesliga. Đội bóng của Alonso đã có phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Mới đây, chính Leverkusen đã đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-1 tại vòng 25. Đến lúc này có thể nói, thành tích tốt của Bayer Leverkusen được cải thiện rõ rệt chính là nhờ việc họ đưa Xabi Alonso lên nắm quyền. Trong tương lai gần, có lẽ cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chưa tính đến việc chuyển sang Premier League dẫn dắt một câu lạc bộ nào đó. Chuyện ở đời ai mà lường trước được, nhất là với sự khắc nghiệt của bóng đá hay Premier League, các đội bóng thay thưởng khá nhiều. Vì vậy, một kịch bản Xabi Alonso sẽ đối đầu với Pep Guardiola cũng sẽ rất thú vị. Chẳng cần nói, chắc ai cũng biết Xabi của Barcelona cũng từng là học trò cũ của Pep. Tuy không thể giúp Barcelona vượt qua vòng bảng Champions League, thế nhưng họ lại đang rất gần với chiếc vô địch La Liga và cả cúp nhà vua. Đội chủ sân Spotify Camp Nou hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 68 điểm. Họ tạo được một khoảng cách rất an toàn so với Real Madrid 12 điểm. Sẽ không quá khi nói rằng Xabi cũng đang đi lại trên chính con đường thành công mà Pep từng bước hơn 10 năm về trước. Một ngày nào đó không xa, hai thầy trò sẽ lại có dịp đối đầu nhau và những người hâm mộ mong muốn trận đấu này sẽ được diễn ra tại đấu trường đỉnh cao như Champions League.
Người cuối cùng trong danh sách ngũ hổ thượng tướng từng là học trò của Pep Guardiola chính là huấn luyện viên đương nhiệm của Manchester United, Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan từng có cơ hội làm việc cùng Pep tại đội 2 của Bayern Munich. Sau vài năm qua, một chuyện đã khác, Erik ten Hag đã cùng với Ajax Amsterdam để lại ấn tượng khó phai ở Champions League. Giờ đây, hai thầy trò Pep và ten Hag, mỗi người thống lĩnh một nửa của thành Manchester. Man United chiếm trụ đại của Erik ten Hag đang trỗi dậy qua từng ngày. Tháng trước, họ vừa giành được danh hiệu chính thức đầu tiên cùng với tân huấn luyện viên, đó là Carabao Cup. Man United đã vào đến bán kết FA Cup và tứ kết Europa League. Quy đó, vẫn còn nguyên cơ hội ăn ba mùa này. Và chắc chắn, với sự quyết tâm đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim, ten Hag cùng các cầu thủ của mình sẽ không thể nào bỏ qua những mục tiêu lớn đó. Tuy thất bại 3-6 ở trận lượt đi, nhưng trong trận derby Manchester mới đây nhất, Erik ten Hag đã xuất sắc trả được món nợ về chính Pep Guardiola với tỷ số 2-1. Đây là một trận đấu tuyệt vời. Các cầu thủ Man United tạo ra những mối đe dọa đáng kinh ngạc. Thay mặt các cầu thủ đội khách, tôi xin chúc mừng họ. Dù sao thì tôi vẫn rất tự hào khi các cầu thủ của mình cho thấy cá tính trong lối chơi. Có thể thấy, ngay cả Pep cũng đánh giá rất cao Erik ten Hag và đội chủ sân Old Trafford. Và sẽ là không có gì phải bàn cãi nếu Erik ten Hag được coi như một trong những môn đệ xuất sắc nhất của Pep Guardiola. Năm gương mặt vừa kể trên đều đang có được những thành công nhất định trong sự nghiệp cầm sao bàn. Thầy giỏi thì trò tài, Pep Guardiola đã phủ chiếc bóng cực lớn của ông lên làm túp cầu. Tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang thực sự bao phủ cả châu Âu thông qua những môn đệ của mình, tạo nên một huyền thoại bất tử như Lionel Messi đã là thành công. Giờ đây, Pep Guardiola còn chi phối lên cả lĩnh vực cầm quân. Thật là một nhà tư tưởng vĩ đại trong lĩnh vực bóng đá. Ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng.